Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Kính thưa quý vị, trong chương trình truyền hình sáng nay, chúng tôi hiện nay đang có mặt tại thành phố Auckland để gửi đến quý vị một trong những cái buổi họp mặt của một tổ chức mà chắc là quý vị đã biết rất nhiều, đó là tổ chức VABA. VABA có nghĩa là Vietnamese American Business Association. Và hôm nay thì chúng ta đến đây với một cái khẩu hiệu mà chúng tôi họ đã ghi lên trên hàng đầu, Speak with One Voice. Chúng ta đồng thanh nói lên một tiếng nói. Đây là một trong những sự kiện đã nhiều lần chúng tôi thấy, nhưng hôm nay thì có thể nói VABA đã có một cái hình thức mới. Và chắc là quý vị theo dõi cái buổi gặp mặt hôm nay thì quý vị sẽ gặp được tất cả những thành viên của VABA chúng tôi gửi đến quý vị từ thành phố Auckland. Hôm nay thì chúng tôi đến tại thành phố Auckland, nơi mà VABA hình như cái trụ sở chính thức của họ đặt ở thành phố này. Theo quý vị biết, thành phố Auckland là một trong những thành phố hiện nay đang phát triển ở tại miền Bắc California. Nó kế cận thành phố San Francisco cũng như gần với thành phố San Jose. Hôm nay thì chúng tôi lần lượt giới thiệu đến quý vị tất cả những cái quan điểm, tất cả những cái đường lối mới của hội VABA. Việc trước tiên họ đã nói rằng Speak with One Voice, họ đồng thanh gặp gỡ nhau, làm việc với nhau với một cái gọi là một cái quan điểm, một cái nhận định, một tiếng nói. Đây là một cái sự việc mà chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị. Why partner with the VABA? Họ đặt một cái câu hỏi rõ ràng, tại sao chúng ta lại trở thành một thành viên của VABA? Và hy vọng rằng trong cái cuộc mặt mặt hôm nay, chúng ta sẽ đem lại những cái câu trả lời xích đáng cho tất cả những người cần theo dõi VABA. Tất cả những cái tiêu đề hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua cuộc gặp mặt năm 2024 của tổ chức VABA. Quý vị thấy họ bây giờ bắt đầu đi đề cập đến một vấn đề chuyển tiếp, empowering your success, để trao quyền lại cái sự thành công, giao lại cho quý vị cái thành công ở nơi tay quý vị. Và đây dưới kia quý vị thấy support, advocacy, networking, và tất cả chúng ta đều yểm trợ nói lên cái tiếng nói cùng chung một cái gọi là network. Đó là những gì mà chúng tôi có mặt tại thành phố Auckland để gửi đến quý vị, đặc biệt trong ngày hội của VABA. Vâng, kính thưa quý vị, năm ngoái thì có thể nói VABA là tổ chức cũng giống như những lần đi có mặt ở trên biển ở vùng vịnh San Francisco. Thì hôm nay chúng tôi đã đến đây bây giờ thì chúng ta chưa thấy có một cái tổ chức nào mà có thể yểm trợ cho VABA năm nay. Và có thể nói những thành viên của VABA hôm nay đến để có thể nói lên tiếng nói của riêng của họ. Như quý vị thấy Speak with One Voice, hôm nay thì họ đã dứt quyết chỉ có một cái tiếng nói chung với nhau mà thôi. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua chương trình VABA hội ngộ vào ngày 31 tháng 7 2024 tại thành phố Auckland. Đài truyền hình chúng tôi sáng nay có mặt tại thành phố Auckland, và hôm nay một trong những sự kiện quan trọng chúng tôi có thể gửi đến quý khán thính giả đó là ngày hội ngộ của hội VABA. Chắc quý vị biết chữ VABA đã có từ lâu trong cộng đồng người Việt với cái chữ nghĩa rằng là Vietnamese American
Business Association. Và bên cạnh chúng tôi là một trong những người hiện nay đảm nhiệm một vài công việc có thể nói tiêu biểu cho vào tổ chức Vapa. Xin được gửi lời chào đến anh Henry Võ cùng với đài truyền hình chúng tôi sáng nay. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến tham dự sự kiện của Vapa. Đây là sự kiện mỗi tháng Vapa đều có tổ chức. Thì cái sự kiện này đã giúp hỗ trợ kết nối các cộng đồng trong cộng đồng của người Mỹ gốc Việt hiện tại. Thì rất là nhiều những các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt ở khu vực California và nhiều những khu vực khác họ tham dự Vapa tại các sự kiện mỗi tháng hiện tại của bên này. Từ anh sáng này, cái điều mà đập vào cái mắt của chúng tôi đó là speak with one voice. Tuy nhiên là điều đó có nghĩa là nói với một cái đồng thanh, nói một cái tiếng nói với nhau. Thế thì xin lỗi anh, thế trước đây Vapa không bao giờ làm như vậy hay là sao mà hôm nay phải có cái câu gọi là speak with one voice? Dạ, thì Vapa hiện tại là cái hiệp hội doanh nghiệp Việt Mỹ được thành lập năm 2011. Thì speak with one voice đó là cái slogan từ ngày đầu của hiện tại, làm sao để giúp hỗ trợ kết nối cộng đồng của người Mỹ gốc Việt lại thành chung một tiếng nói. Với cái core value, cái giá trị cốt lõi của Vapa là hỗ trợ, vận động và liên kết, làm sao giúp cộng đồng của mình vững mạnh hơn. Thì thành ra là Vapa luôn luôn tổ chức các sự kiện và các cung cấp các công cụ, các resource cho các doanh nhân người Mỹ gốc Việt, làm sao để mà họ phát triển một cách tốt nhất. Thế thưa anh, năm ngày hội ngộ hôm nay thì bao gồm bao nhiêu cái tổ chức của Vapa và bao nhiêu người khách của Vapa mời, và những cái tổ chức này đến từ đâu, và hôm nay thì có thể nói tiếng nói của họ qua cái buổi gặp mặt hôm nay với một cái mục đích gì thưa anh Henry? Dạ, thì chương trình mỗi tháng để làm sao để mà giúp đỡ các doanh nghiệp của người Việt, bao gồm là networking, educational event, để mà làm sao để mà hướng dẫn họ, cung cấp họ các resource để họ grow, họ phát triển một cách tốt nhất. Và cộng đồng member của Vapa hiện tại đang có mặt có khoảng hơn 2.000 thành viên, có mặt ở hơn 12 tiểu bang và hơn 8 nước khác nhau. Thì thành ra là trung bình các sự kiện mỗi tháng có dự kiến tầm khoảng là từ 90 đến 120 người. Và Vapa có một năm có tầm khoảng 3 cái signature event, có thể là tầm khoảng 500 đến 1.000 người tham dự. Vâng, chắc là quý vị theo dõi tất cả các sự kiện kinh tế hiện nay thì chắc lẽ vì sự ra đi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên ngày 26 tháng 7 Mỹ chưa ra một cái quyết định để xác nhận kinh tế thị trường ở tại Việt Nam. Và hôm nay thì chúng tôi biết được vào tháng 8 tới đây thì sẽ có một ngày Chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra một cái quyết định cuối cùng liệu họ có xác nhận Việt Nam kinh tế thị trường hay không. Thế thưa, trở lại cái sự kiện mà chúng ta đã thấy qua ông Antony Blinken đến tại Việt Nam. Thế thì tổ chức Vapa của quý vị có mở cái cánh tay ra để đón nhận tất cả những nhà doanh nhân kinh doanh ở Việt đến từ Việt Nam không thưa anh Henry? Dạ, tất cả các doanh nghiệp nào không chỉ là cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Mỹ và các doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc là người Mỹ gốc Việt và ở trên toàn thế giới, Vapa đều đón nhận. Thì mục đích chính là làm sao cho cộng đồng doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt lớn mạnh hơn. Thì thành ra hiện tại các member của Vapa đã đâu đó có tầm khoảng là chừng là 40% đang là người Mỹ gốc Việt, còn lại thì là người Trung Quốc, người Phi và rất là nhiều những cái sắc dân khác nhau nữa. Cho nên là Vapa dần dần hình thành một cộng đồng lớn mạnh, nó lớn hơn cái tên của chính nó nữa. Nó không phải là Vietnamese American Business Association mà Vietnamese Asian và hơn Asian nữa, là cộng đồng doanh nhân trên toàn thế giới. Thế trong cái quang cảnh hôm nay thì chúng tôi thấy nhiều ghế được xếp đặt và có thể nói là cái không khí có vẻ rất trang trọng. Anh Henry có thể chia sẻ chúng tôi cái buổi họp mặt hôm nay có thể bao gồm bao nhiêu doanh nhân và cái thời gian mà để quý vị trao đổi khoảng bao lâu tất cả anh Henry? Dạ, chương trình thì dự kiến đâu đó trong vòng khoảng 60 phút. Thì sự kiện này là một cái workshop nói về AI, làm sao áp dụng AI trong business nó như thế nào. Ở đây thì có 4 cái speaker đại diện của FPT, đại diện của Amazon, đại diện của Yelp và đại diện của công ty GodIt. Thì đây là 4 cái gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng khởi nghiệp ở thung lũng Silicon Valley và cộng đồng startup ở bên này. Họ đến để mà chia sẻ cái kinh nghiệm, trải nghiệm của họ và những cái demo về AI áp dụng cho business ra sao, từ operation, từ marketing và doanh nghiệp có thể bắt đầu ứng dụng AI như thế nào. Vâng, kính thưa quý vị, đến ngày 5 tháng 11 tới đây, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là một trong những dấu nhấn mới cho cái sinh hoạt chính trị ở tại Hoa Kỳ. Chắc quý vị biết, hình như ngày nay người ta hướng về một cái thế hệ trẻ, một cái thế hệ năng động, và có thể nói rằng cái thế hệ này sẽ là rường cột cho tất cả các vấn đề kinh doanh ở tại hải ngoại, đặc biệt nhất là tại Hoa Kỳ. Thế thưa anh Henry, anh có nghĩ rằng Vapa sẽ theo cái chiều hướng đó và có những cái sinh hoạt thay đổi và tập trung vào những cái giới trẻ kinh doanh nhiều hơn không, thưa anh Henry? Dạ, đúng rồi anh. Thì hiện tại ở
Mỹ có khoảng chừng 2,3 triệu người Việt, trong đó 52% khoảng 1,2 triệu người đang sinh sống ở làm việc ở California. Ở tiểu bang California hiện tại đang có 39 triệu người, 6 triệu người là người gốc Á, 1,2 triệu người là người Việt. Cộng đồng Việt Nam cho dù nhỏ nhưng mà chiếm một cái phần không thể thiếu trong bức tranh tổng quát của dân cư của California. Doanh nhân người Mỹ gốc Việt tạo ra cho nền kinh tế Hoa Kỳ mỗi năm khoảng hơn 40 tỷ đô la. Cho nên là Vaba đang định hướng mình trở thành một cái hiệp hội doanh nghiệp nổi bật và một cái hub dành cho kết nối với các doanh nhân của người Mỹ gốc Việt trên toàn cầu. Thì thành ra là sắp tới Vaba sẽ có các chuỗi sự kiện, không chỉ là sự kiện mỗi tháng và sự kiện mỗi tuần luôn, đấy, cái này là trên online, và các doanh nhân, các Vietnamese professional mà trên toàn thế giới mà muốn tham dự thì có thể connect. Thì Vaba vừa rồi, đầu năm vừa rồi có thành lập cái quỹ đầu tư gọi là Vaba Venture Capital khoảng chừng 50 triệu đô. Đó là từ anh David Dương, đó là một cái strong commitment, cam kết để mà hỗ trợ empowering các doanh nghiệp phát triển một cách tốt hơn nữa. Thì thành ra là bên này tổ chức rất là nhiều những cái chuỗi sự kiện để các doanh nghiệp có thể đến đây để gọi vốn, trình bày ý tưởng khởi nghiệp của họ. Và nếu họ thuyết phục được bên này thì họ có thể được funding. Anh vừa mới trình bày đến nêu đến tên một cái người rất là quen thuộc trong cộng đồng, đó là ông David Dương. Thế thì vai trò ông David Dương hiện nay với Vaba như thế nào thưa anh? Dạ, anh David Dương là chairman của Vaba hiện tại, là người để mà đưa giúp Vaba đưa ra các định hướng để mà hỗ trợ Vaba phát triển một cách tốt nhất. Dạ. Vâng, thưa anh Henry, có một cái câu hỏi hơi tò mò đối với khán thính giả chúng tôi. Chúng tôi thấy năm ngoái quý vị tổ chức thì có thể nói nhiều cái công ty có nhiều khắp nơi, ngay cả những công ty ở tại Việt Nam họ cũng yểm trợ cho chương trình của quý vị. Năm nay thì quý vị còn tiếp tục con đường đó hay là tất cả những doanh nhân, tất cả những công ty đó họ không còn đến với quý vị nữa? Member của Vaba thì rất là đa dạng. Có những cái member họ thấy cái chương trình này benefit hoặc là chưa benefit cho họ, thì mỗi chương trình sẽ phù hợp với những cái công ty phù hợp. Thì chương trình này hiện tại thì được hỗ trợ bởi FPT, Amazon và Yelp, là rất là những công ty rất là lớn của FPT, công ty lớn nhất của Việt Nam về software. Amazon và Yelp là công ty cũng lớn nhất trên thế giới. Vâng, chắc là theo lời của anh Henry thì quý vị đã thấy rằng năm nay hình như hoàn toàn thay đổi, và tất cả các công ty họ đứng đằng sau yểm trợ, thì đại nhiên quý vị đã thấy Amazon, Yelp, đó là những cái công ty mà chúng ta thường nghe nói đến ở tại Hoa Kỳ. Hồi nãy vừa rồi anh Henry có trình bày và cho biết rằng ông David Dương vẫn là một trong những người đầu ở trong cái tổ chức Vaba này. Thì tiền thế tôi xin hỏi anh một câu mà khán giả chúng tôi cũng rất muốn biết cái việc này. Chắc anh cũng biết qua tất cả các giới báo chí, các đài truyền hình để nói về cái sự kiện mà xảy ra đối với ông David Dương cùng những thành viên gia đình, và đặc biệt đến bà thị trường của Auckland. Thế những cái sự việc đó nó có ảnh hưởng đến với tổ chức Vaba của quý vị hay không? Hiện tại thì nó đang không ảnh hưởng gì đến hoạt động của Vaba và hoạt động trong cái công việc, cuộc sống, và tất cả các sự kiện của Vaba đều tổ chức thường xuyên và rất là active. Dạ, yeah, không ảnh hưởng gì cả. Và hôm nay trong chốc lát thì ông David Dương cũng có mặt ở đây phải không thưa anh Henry? Dạ, yeah, có. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị, đó là một cái buổi nói chuyện với một trong những giới trẻ. Anh Henry là người hiện nay đang đứng một vai trò có thể nói của giới trẻ với cái tổ chức Vaba. Và hy vọng chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả các tin tức đặc biệt từ thành phố Auckland qua ngày hội hàng tháng của Vaba. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240 g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại thành phố Auckland. Khí hậu ngoài trời hôm nay lên tới khoảng 76-77 độ. Khó có thể tưởng tượng được không khí ở tại Auckland lại nóng hơn ở tại miền Nam California của chúng tôi. Nhưng đặc biệt nóng hơn nữa là chúng tôi hôm nay có cơ hội gặp gỡ rất nhiều khuôn mặt trẻ tham dự với VAPA. Xin lời được gửi chào đến ông David Dương, một trong những khuôn mặt mà có thể nói rất thân thuộc với cộng đồng người Việt. Và với cái không khí VAPA hôm nay, ông muốn nói gì với khán thính giả chúng tôi? Thưa chào anh Đoàn Tròn và đến với tất cả quý vị khán thính giả. Thưa hôm nay thì là VAPA là cũng như là mỗi một tháng tổ chức thì cái chủ đề của hôm nay rất đặc biệt. Chủ đề hôm nay là vấn đề AI. Để mà mình làm sao kết nối lại có một số anh em, tức là con em người Việt của chúng ta bây giờ muốn thành lập ra một cái trung tâm AI của coi như người Mỹ gốc Việt ở tại thung lũng điện tử, nhưng mà họ đang cần vốn và cần những người mà có những cái kinh nghiệm để có thể góp sức được. Thì hôm nay chúng tôi tổ chức cái chương trình này để tất cả những cái anh em giống như là trẻ có thể giới thiệu được, và chúng tôi có nhiều venture capital ở trong này, có cả từ coi như là nhóm của Amazon, Google, tất cả những người đó có những cái coi như là cái quỹ lên tới là 4-5 tỷ đô la. Và đồng thời hôm nay cũng là cái ngày chúng tôi cũng muốn tuyên bố cái quỹ của VAPA của chúng tôi, cái quỹ đầu tư là lên 50 triệu đô. Và trong đó, trong cái quỹ đó thì chúng tôi lại có một cái quỹ để mà giúp cho cộng đồng. Thí dụ như là tất cả những cái hội trong cộng đồng bất vụ lợi, hay là những cái gì mà liên quan tới cộng đồng mà cần giúp đỡ, thì chúng tôi có cái quỹ, thì chúng tôi sẵn sàng để đóng góp cùng với lại cộng đồng chúng ta để phát triển cái cộng đồng. Thì ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng tôi là sẽ có một cái chương trình là hỗ trợ cho trường Việt ngữ. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là coi như là người Việt Nam, nếu mà con em chúng ta không nói được tiếng Việt, thì thí dụ như một cái điển hình, bây giờ con anh và con tôi là con Việt Nam nhưng mà đi học tiếng Anh rồi học thêm tiếng Mễ hoặc là tiếng Tàu đi, thì chắc chắn là khi mà nó nói được tiếng Mễ và tiếng Tàu lưu loát thì nó sẽ nghiêng ngả, có tình cảm nhiều hơn về đối với cái cộng đồng của người Mễ hoặc là cộng đồng của người Tàu. Thành ra tôi nghĩ là rất nhiều trường đã gõ cửa chúng tôi trong những năm qua vì họ thiếu vấn đề là tất cả mà thầy cô để mà tình nguyện để tình nguyện để đi dạy, rồi còn thiếu thốn chi phí cái này kia nọ, thì mình mới nghĩ tới cái việc là tiếng Việt là trên hết cho cộng đồng của người Việt tại đây. Thành ra hôm nay thì chúng tôi cũng mời được một vài trường đến để chúng tôi có thể trao tặng, đồng hành với họ. Đây là những cái phần trao tặng đầu tiên để đồng hành cùng với họ để chúng ta tiếp tục dạy tiếng Việt cho con em của người Việt Nam trên đất Hoa Kỳ này. Nhưng mà cái điều hôm nay chúng tôi muốn ông David Dương cho tất cả khán thính giả chúng tôi biết được thêm một cái luồng gió như thế nào mà hôm nay tôi gặp mặt toàn là những người trẻ, không còn là những người mà có thể nói kinh nghiệm nhiều trong cái vấn đề kinh doanh ở đây. Cái một làn sóng mới đó nó phát xuất từ đâu và cái ý định của ông như thế nào? Với tôi gặp rất nhiều người trẻ hôm nay đến với quý vị một cách rất là vui vẻ, nhiệt tình. Thưa ông David Dương, thưa anh, là cộng đồng của chúng ta bây giờ có phát triển mạnh hay không là mình phải dựa và nhờ vào cái lớp trẻ. Bởi vì lớp trẻ là cái lớp mà nó mới có thể là có những cái học hành, có những cái sự hiểu biết và có những cái kinh nghiệm, và đang làm cho tất cả những cái công ty mà trong những cái lĩnh vực mà rất cần thiết, trong việc là đặc biệt là công nghệ cao, AI, tất cả những thứ đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng mình phải làm sao mình tạo cái cầu nối của những người già như anh em mình, hay là những cộng đồng mà lớn tuổi. Thì bây giờ nếu mình nói là che già và măng mọc, thì bây giờ mình phải làm sao mình truyền tải được những cái kinh nghiệm của mình, những cái việc mình làm và tất cả những cái gì mình có thể giúp được cho cái lớp trẻ, để lớp trẻ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta có thể bước vào cái chính trường mainstream để mà có thể cạnh tranh, để mà có thể là làm rạng danh cho cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thành ra chúng tôi tập trung rất nhiều về những cái công nghệ cao, chúng tôi tập trung rất nhiều về cái giới trẻ. Đó là lý do tại sao hôm nay chương trình của hôm nay là AI, trí tuệ nhân tạo. Thành ra chúng tôi nghĩ đây là cái mà thu hút rất nhiều cái lớp trẻ của ngày hôm nay. Thưa ông David Dương, có một cái câu hỏi mà chúng tôi hy vọng rằng có cái sự trả lời của ông, mặc dù rất nhiều người muốn nghe câu hỏi này.
Thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ năm ngoái Vapa tổ chức và họ được tài trợ những cái công ty ở tại Việt Nam như Air Việt Nam, VinFast này kia nọ. Nhưng hôm nay chúng tôi thấy toàn là những người Việt ở đây, không có một cái gì dính dáng. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy rất nhiều người Việt đến đây. Ông có thể chia sẻ tại sao cái hiện tượng nó xảy ra như vậy? Thưa anh, là sau cái tổ chức mà chúng tôi thấy rằng có một cái sự sơ suất, đó là khi chúng tôi nhận tất cả những người bảo trợ vào, chúng tôi nghĩ là tất cả những người làm ăn có được giấy phép ở tại Hoa Kỳ và làm ăn được ở trên đất Hoa Kỳ nó là hợp pháp. Thành ra đó là cái việc mà Vapa là chẳng qua là họ tài trợ đây, như tôi nói đây là tài trợ thí dụ là 5.000, 3.000 chứ không phải là tài trợ nguyên cả một chương trình hay tài trợ gì cả. Thì nhưng mà trong đó thì có một sự phản ứng nhỏ hoặc là từ một nhóm trong cộng đồng về vấn đề mà Việt Nam Airlines có cái cờ của Việt Nam. Thành ra chúng tôi học những cái bài học, chúng tôi nghĩ rằng là người Mỹ gốc Việt thì chúng tôi luôn luôn quan trọng, và chúng tôi nghĩ là mình là một người đã đến tại Hoa Kỳ như một người tị nạn và đã sống trong cộng đồng này, phát triển từ cộng đồng này, và mình muốn trả lại cũng cho cộng đồng này, cũng để giúp đỡ cho cái lớp trẻ trong cộng đồng này. Thì những cái gì mà mình học hỏi được từ cộng đồng thì mình phải lắng nghe. Thì sau khi chúng tôi lắng nghe được như vậy, chúng tôi nghĩ rằng những cái chuyện chúng tôi tổ chức từ đó trở về đây, chúng tôi rất là kỹ càng cái vấn đề làm sao để cho đừng giàu rằng cái việc của mình là tình ngay mà người ta cứ nghĩ là gian. Thành ra tôi nghĩ rằng mình học những cái bài học này thì mình phải làm sao từ về cho sao mình biết được cộng đồng mình họ rất sensitive về những cái gì, để mình tránh đi những cái đó, để mình không gây thêm phiền toái cho mình, mà ngược lại thì cộng đồng có thể hiểu lầm về mình, thì như vậy mình chẳng khác nào để mình làm đi một sự xa cách giữa mình đối với cộng đồng, trong khi đó mình là một thành viên trong cộng đồng người Việt gốc Việt. Vâng, kính thưa quý vị, ngược dòng thời gian, gia đình ông Lê Viết Dương đến định cư tại Hoa Kỳ bằng một cái chiếc thuyền mà có thể nói tính mạng của họ lênh đênh trên biển cả. Ông cụ của ông Lê Viết Dương là một trong những người nổi tiếng ở tại công ty giấy Kogido trước năm 1975, nhưng tất cả những sự việc đều tiêu tan sau năm 1975. Họ đến đây với hai bàn tay trắng, họ đi nhặt từng cái thùng rác, nhặt từng cái ve chai, và ngày nay có thể nói là một trong những người có một cái số lượng kinh doanh thành công mà chúng ta có thể nghĩ rằng không thể nào không biết. Thế thưa ông Lê Viết Dương, hôm nay trước ông kính truyền hình, chúng tôi muốn gửi đến một cái hình ảnh, ông muốn nói gì với tất cả những người cũng muốn trở thành như ông, thành như gia đình ông, cái điều cần thiết phải làm cái điều gì, và ông hy vọng rằng có cái một lời, có một cái điều để có thể giúp cho tất cả mọi người có một cái niềm hy vọng cũng có thể trở thành một Lê Viết Dương trong tương lai, thưa ông. Thưa thì tôi không dám nói rằng là quý vị phải làm gì để trở thành như chúng tôi, nhưng mà cái điều mà chúng tôi có chia sẻ được cái vấn đề, cái kinh nghiệm của chúng tôi là thứ nhất là mình phải lấy cái căn bản của gia đình. Bởi vì gia đình chúng tôi là rất nhiều anh em, chú, cô, tất cả thứ. Thì cha mẹ chúng tôi khi mà đặt chân tới tại Hoa Kỳ chỉ có 700 đô mà mất hết tất cả những tài sản ở Việt Nam. Sau năm 75 chúng tôi bị đánh tư sản. Thì khi đến đây thì chúng tôi là những người đi nhặt rác từng đêm, để mà coi như là vừa đi học vừa nhặt rác để bán, để có đồng tiền, và từ từ để mình coi như dành dụm để là mình có thể tạo dựng tới ngày hôm nay. Thì trước tiên tôi nói là vấn đề là cái gia đình, làm sao mà mình có thể là cái nhỏ nhất là mình làm sao để mà mình có thể là tập trung được gia đình, đoàn kết là gia đình. Và cái thứ hai là khi mình phát triển lên thì mình phải lấy cái cộng đồng mình là cái căn bản. Đó, thì tại vì cái gốc của mình đó là cái cộng đồng người Việt, mà nếu mình không lấy cái căn bản từ cái gốc của mình thì không cách gì mà mình mà phát triển được. Bởi vì tất cả những người Mỹ, những người mà mình làm ăn riêng với họ, thì cái câu đầu tiên họ sẽ đặt ra giống như tất cả những ứng cử viên, và nếu mà mình không dựa vào cái gốc của mình là người Việt, giàu rằng nó là cái phiếu ít hoặc là cộng đồng mình so với ngoài nó ít, nhưng mà người ta vẫn nhìn mình có đặt cái gốc nặng cái gốc của mình hay không, là cái đó để người ta biết được cái con người mình như thế nào. Thành ra chúng tôi luôn luôn đặt nặng cái vấn đề là cái gốc của mình là cộng đồng. Thành ra để chỗ đó chúng tôi luôn luôn làm, và chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều cộng đồng trong những năm qua, nhưng mà thầm lặng, chúng tôi ít có khi nào chúng tôi lên tiếng những gì mà chúng tôi làm để chúng tôi giúp được. Thành ra là hôm nay thì cũng chia sẻ với anh là khi anh hỏi câu đó thì tôi chỉ nói là mình phải lấy cái gốc của gia đình trước tiên. Đó là phải làm sao là có như cha mẹ, anh chị em, cô chú bác mình tập trung được, nó là một cái gốc chính. Là tại vì lúc đó mình không có tiền để mà trả lương mỗi người cho nó đầy đủ. Thì cái thứ hai là khi mình bắt đầu lớn mạnh được thì mình phải lấy cái gốc thứ hai của mình là gốc cộng đồng. Và từ đó sau mình có thể mình phát triển được. Và cái thứ ba, sau khi mình lấy cái gốc của cộng đồng người Việt mình rồi, thì cái thứ ba là cái gốc cộng đồng những người mà mình làm ăn chung.
những người mà mình có một cái hệ thống mà mình liên kết để mà làm ăn, thì đó là thêm một cái cộng thứ ba để mình có thể dương được ra và dương lớn lên ở trong cộng đồng mainstream. Đó là vấn đề kinh nghiệm của chúng tôi. Thưa ông, gần đây thì chắc lẽ chúng tôi không nói ông cũng hiểu, đã có những cái sự liên quan vấn đề FBI, cũng giống như sở thuế, cũng giống như tất cả ấy, họ đã có những vấn đề cũng giống như tại thành phố Auckland. Đến bây giờ tất cả những sự kiện nó có ảnh hưởng gì đến Vapa của ông không thưa ông? Thưa tôi, xác nhận một điều là mình đã coi như là tạo dựng cái cơ ngơi, cái công việc của mình ở tại Hoa Kỳ từ luôn những đi lụm những cái lon, tạo được tới ngày hôm nay, cái giấy dụng lon da chai để mà tạo dựng tới ngày hôm nay, thì chúng tôi có được một cái cơ ngơi ngày hôm nay. Và chúng tôi luôn luôn đặt cho mình là cái sự hãnh diện của mình, là cái việc của mình càng làm càng phát triển, đó là cái sự hãnh diện chung của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Tại là chúng tôi luôn luôn không cho phép chúng tôi làm bất cứ một cái gì mà nó sai với pháp luật. Thành ra cái điều tôi vẫn khẳng định là như vậy. Đối với công ty California Way Solution, chúng tôi và cả Vapa, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nghĩ thôi chứ đừng nói mà làm những cái việc gì mà mình làm mà mình thấy rằng nó có thể là bất hợp pháp, hoặc nó có thể sẽ dính dấp tới vấn đề là về pháp luật trong tương lai. Tại là chúng tôi không bao giờ đụng những thứ đó. Tuy nhiên, việc vừa qua thì tôi chỉ có thể nói là vậy, là luật sư chúng tôi đang làm việc với lại cơ quan của FBI để mà chúng tôi lọc lựa ra coi việc gì xảy ra. Bởi vì khi có lệnh khám xét nhà không có nghĩa là chúng tôi có tội, nhưng mà có gì một lý do gì đó, và như chúng tôi đã làm ăn ở tại Hoa Kỳ trên 40 năm rồi, quan hệ chúng tôi kể cả cộng đồng, kể cả những người làm doanh nghiệp, kể cả chính trị gia rất là rộng. Thành ra một ai đó hoặc là một vị gì đó mà nó có liên quan hoặc là có quan hệ với chúng tôi, thì cái việc này tôi nghĩ nó cả việc họ đang đi điều tra, đang đi tìm một chứng cứ gì đó. Nhưng mà tôi vẫn khẳng định là chúng tôi không làm gì trái pháp luật, và chúng tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi luôn luôn không phải chỉ ngày hôm nay nói chuyện đó, mà chúng tôi giữ chúng tôi từ đó cho tới trở về sau, là gì, là chúng tôi luôn luôn đặt nặng vấn đề là một người Mỹ gốc Việt. Thành ra là cái gì mà ảnh hưởng tới mình thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả cộng đồng, cho nên chúng tôi không cho phép chúng tôi làm cái gì mà nó tổn hại đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Vâng, đến bây giờ thì chắc là chúng tôi không muốn làm phiền quý vị vì rất khách đông khách đến đây họ chia sẻ cái ngày vui với Vapa. Một lần nữa thay mặt cho đài truyền hình cảm ơn ông David Dương và chúc ông cùng gia đình ông cùng với tất cả những gì ông đã đóng góp đóng hiến cho cộng đồng vẫn tiếp tục như trong tương lai ông hằng mơ ước. Cảm ơn đồng trọng, cảm ơn quý vị khán thính giả của tất cả các đài đã lắng nghe cái cuộc trò chuyện ngắn này đối với tôi. Và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những lần trong tương lai. Cảm ơn ông David Dương. Cảm ơn. Gương Sâm Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gươm sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Chắc một lần nữa nếu muốn nói đến Vapa năm nay thì hình như có một cái không khí, một cái làn sóng trẻ đến với Vapa. Bên cạnh chúng tôi là anh Michael Dương, một trong những người board member.
Anh Michael Dương, hôm nay thì có thể nói khác hẳn những lần trước mà tôi đến đây để có cơ hội gặp gỡ và toàn là những người trẻ, cả nam lẫn nữ, có nhiều người đến từ những cái thành phố, đặc biệt có cả thành phố Fountain Valley của miền Nam chúng tôi, có những người đến từ Canada, có những người đến từ ở ngay những cái khu vực lân cận ở đây. Với tư cách là một board member hôm nay, anh có hài lòng với những cái cải tiến? Tôi thấy cải tiến rõ ràng là những người trẻ đến đây nhiều. Chúng tôi lại nhìn, chúng tôi không nói lớn, già hay là gì, nhưng mà chúng tôi chỉ thấy cái khuôn mặt trẻ thì chúng tôi nói như vậy. Anh cảm nhận sao với những người trẻ hôm nay có mặt ở trong cái ngày hội và ba hôm nay thưa anh? Dạ thưa anh, thì đây Michael thấy rất là vui. Hôm nay là cái làm cái tiệc mà những người mà start up phần đông, cho nên khuôn mặt trẻ rất là nhiều, và cũng có investor mà cũng là có người speaker về AI. Đó, cho nên những cái tiệc này cái của Vaba thấy là càng ngày càng nhiều người tham gia, mà nhất là trẻ nữa, họ thấy là họ tới họ tìm hiểu và tìm người investor hay là cái business idea của họ, cho nên rất là tốt. Chắc là quý vị muốn đầu tư tất cả những cái công việc làm ăn của quý vị lại nhìn, chúng tôi muốn không muốn đi vào vấn đề chuyên môn của quý vị, nhưng có một điều chúng tôi muốn nói với những người giới trẻ như Michael Dương, họ đưa ra một cái là một cái mệnh đề mới, kính thưa quý vị, speak with one voice. Bây giờ họ sẽ đồng thanh, chỉ có một cái tiếng nói thống nhất với nhau. Đó là những gì mà chúng tôi biết được. Và cảm ơn anh đã dành thời giờ cho chương trình của Đài Truyền hình chúng tôi sáng nay. Chúc quý vị có một cái ngày hội rất vui. Dạ, cảm ơn nhiều, cảm ơn khán giả. Chắc là một điều mà có thể quý vị thấy lầm lạ khi chúng tôi có những cái cơ hội để đưa tất cả những người khách của Vaba đến đây với một cái ngày vui của họ. Speak with one voice, chúng ta nói lên một cái tiếng nói đồng lòng với nhau. Chúng tôi đến từ thành phố Fountain Valley và chúng tôi muốn có một cái cơ hội để gặp gỡ cô, để chia sẻ với cô. Cô có biết tại sao không? Ồ, dạ hôm nay thì... Không biết hả? Dạ thưa không biết. Vì cô có một cái áo dài mà đặc biệt nhất, tôi nhìn qua ở đây không thấy ai có một cái áo dài. Quý vị có đồng tình với chúng tôi hôm nay, một người phụ nữ truyền thống của Việt Nam với áo dài tham dự và bà đúng thật là Vietnamese American Business Association. Thế cô xin lỗi, cô cho chia sẻ biết tên tuổi của cô cùng với khán thính giả chúng tôi. Dạ tôi là, tên là Diễm Thanh, Đỗ Hồng Diễm Thanh. Dạ hiện tại. Dạ. Thế cô Diễm Thanh lúc này cô đang làm khi ngành nghề gì vậy thưa cô? Hiện tại thì Diễm Thanh đang làm nurse practitioner ở bên nhà thương của San Francisco General. Quý vị, người Việt chúng ta đến đây với nhiều cái nghề nghiệp khác nhau. Những người y tá có thể là, mà quý vị biết nurse practitioner là một cái công việc rất là có thể nói, hình như họ có thể đảm đương như với tất cả những cái chức vụ như bác sĩ đã làm. Và đây là một cái niềm vinh dự cho cộng đồng người Việt chúng ta có mặt ở trên mọi lĩnh vực. Thế thưa hôm nay cô đến với Vaba, thế tại sao chiều nay cô có mặt ở đây? Hiện tại thì hôm nay là Thanh đại diện cho Trường Giáo lý Việt ngữ đã nhận một cái donation hôm nay. Được là khách mời. Rất là hân hạnh. Và cô Thanh có phải không? Và cô là một trong những hoạt động trong một những cái trường của giáo lý của Việt ngữ ở đây. Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn cô đến với Đài Truyền hình chúng tôi. Và một cái vinh dự cho chúng tôi được thấy một người phụ nữ hiện nay đang hành nghề Position Nurse và hiện nay cũng là một trong những người hoạt động trong lĩnh vực của cộng đồng người Việt. Họ đến với Vaba vào một ngày hội của họ rất là đặc biệt. Cảm ơn cô, chúc cô có một chiều rất là vui. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì không còn xa lạ gì với Vaba và chúng tôi thấy Vaba hiện nay có nhiều khuôn mặt mới. It's make me very surprised, you know, today Vaba, they got so many people from different country, different company, but I'm focused about you. So I know you come from Amazon. Is correct? Yes, Amazon Web Services. Okay. Tell us why you come in here today and you present for Amazon. So I'm a solutions architect with Amazon, and what solutions architects do is that we sit at the intersection of business strategy, product roadmap, and technical execution. And so I met Wendy and Henry, who are organizing this event, about 2 weeks ago at a startups pitch event at Plug and Play in Silicon Valley, and they were very impressed with my take on generative AI and where it's going to take society going forward. So I got invited to speak as a keynote speaker tonight. My personal background though, I am a low-income immigrant, first generation. And so moving to North America was very, very difficult for me. And my family, we didn't have the resources to, you know,
fit into the community. And so this is something that I really, really deeply care about, and AWS as well. So AWS actually has a underrepresented founders division within our startups organization. And we focus on granting equitable access to resources like funding, like technology experts like myself, as well as business advisors to help small businesses and startups achieve their goals and go on to change the world. Vâng, tôi đến đây định cư với trong túi không có những gia đình tôi không có tiền đến định cư tại miền Bắc Mỹ này, nhưng với một cái niềm tin, và hiện nay tôi là một trong những người làm việc cho Amazon. Và cái điều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị khán giả hôm nay, Amazon lại liên hệ đến Vapa. Chắc từ ngày tháng trước đây quý vị chưa thấy Amazon, chắc nếu quý vị đến sinh sống ở bất kỳ nơi nào chắc là quý vị cũng biết Amazon. I want to hear from you. What's going on tomorrow, Vapa and Amazon? So because I really truly deeply care about the cause for helping underrepresented founders get to where they need to be in order to help their businesses succeed, I will be more deeply involved with what Vapa is planning to do in the future. Now, as with AWS, I cannot speak on behalf of the company, but I will bring all the resources that we have from our underrepresented founders marketing team and that division to see if where we can collaborate, maybe with events, maybe with pitch activities, maybe with technical enablement. Those are all the ideas that I have in my head, and I'm really excited to see where this can go. Chắc là quý vị biết chúng tôi không thể đại diện, chúng tôi không thể làm được cho Amazon. Nhưng điều mà quý vị biết rằng với cái tâm lòng của chúng tôi, với cái sự quan tâm của chúng tôi, với tất cả những cái điều mà chúng tôi mong muốn Amazon sẽ đưa đến cho trong Vapa cộng đồng người Việt. Vì thế chúng tôi rất vui và khi được là một trong những thành viên của Vapa, và chúng tôi không phải là tiếng nói của Amazon, nhưng chúng tôi sẽ làm bằng mọi cách để có thể Amazon đến với Vapa. Thank you so much, Jenny. And the first time to meet you, very nice, beautiful lady. Oh, and you. Very, you know, deeply thinking about, you know, who are you, what can you do, and what going on tomorrow. So that's been, thank you so much. Thank you very much. Kính thưa quý vị, với tư cách là một phóng viên, tôi đã dự nhiều lần của Vapa, có mặt với rất nhiều người ở Vapa. Nhưng hôm nay thì một cái không khí hoàn toàn thay đổi đối với tôi, một cái cảm nhận mà có thể nói khó có thể nghĩ đến trước khi chúng tôi đặt chân đến thành phố Auckland vào những cái buổi họp mặt hàng tháng của tổ chức Vapa. Bên cạnh chúng tôi là Annie Trần, một trong những người đầu tiên đến tham dự với Vapa. Xin được gửi lời chào đến cô Annie Trần trong một buổi chiều khí hậu rất là đẹp ở tại thành phố Auckland. Thank you. Come on. Cô có thể cho tôi biết rằng hôm nay đây là lần đầu tiên cô đến với Vapa phải không? Và đúng rồi. Thế thì tại sao bao nhiêu công việc phải làm, bao nhiêu chỗ để đi chơi với một người đẹp như cô, thế tại sao lại không ấy mà lại đến với Vapa thưa cô? Well, can I speak English? Sure, so yes, my friend Lynn who have invited me here many times. Yeah. I hear great things, how people connect. Yep. And help with their businesses. So I thought today I'm free. Yeah. So I want to make an effort to come in. Oh. And meet new people. Yeah. Mm-hmm. Vâng, tôi xin dịch lại là chào quý vị. Chắc là lẽ là tôi có quen biết một người tên Linh, và có thể nói rằng cô ta đã mời tôi nhiều lần và tôi chưa có đắn đo không biết là gì. Nhưng hôm nay vào một ngày đẹp trời, tôi có cơ hội đến đây để trao đổi và để xem tất cả những gì thích thú trong cái cuộc sống của tôi, đó là đến với hội Vapa. That's perfect, yeah. Annie, how long you stay in this city? Are you in Auckland? Well, no, I live in Alameda. Alameda. I grew up in Berkeley, so I've always been in the Bay Area. Yeah. Oh, I see. But I do have a business in Walnut Creek. I have a restaurant. Oh, wow. Yes. Wow. Chắc quý vị biết cô ở tại that's been Alameda, you know. It's very close to Berkeley, right? It's close to Oakland, actually. Oakland, only yeah. 5 minutes away. Oh, 5 minutes, here. Yeah. Yes. Nhưng mà cô Annie là một người hiện nay trong cái ngành gọi là kinh doanh nhà hàng. Thì bao lâu rồi cô Annie Trần? 6 năm rưỡi. 6 năm yeah. rưỡi. Nhà hàng là nhà hàng đồ ăn của kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ. Yeah. Yeah. Với lại full bar. Oh, mm-hmm. Wow. Tell a little bit about how you feeling and how you thinking and what you tell me very happy or enjoy with your career, you know, to own a restaurant. Well, it's very hard work for sure. Yeah. I've never worked so hard in my life. But it's very enjoyable, meet new people, and it keeps me very busy. Oh, wow. Tôi có thể nói rất là enjoy, tôi thích thú và tôi làm việc rất là có thể nặng nhọc, rất là khó khăn. Nhưng tôi có một cái niềm thích là gặp được nhiều người mới, có nhiều cái cơ hội để trao đổi với họ và tôi yêu thích cái công việc của tôi. Thank you so much, Annie. Tôi cảm ơn cô rất nhiều với chương trình truyền hình của chúng tôi sáng nay. Nhưng mà thưa cô Annie, cô cho tôi biết một lần nữa, sau khi cô đến Vapa,
lần đầu tiên cô đến. Cái điều cô về, cô sẽ nói với những người thân của cô như thế nào về tổ chức VAVA này? Yeah, I will tell them that it's a great event. If especially you're an entrepreneur, yes, yeah. It will. Networking is so important, and you know, connecting with people. So hopefully today I'll be able to meet a lot of wonderful people, and it's a great start. Chắc là quý vị biết rằng hôm nay tôi hy vọng tôi sẽ gặp được rất nhiều người mà tôi muốn gặp, very nice people. Và chắc quý vị biết cái network là một trong những điều quan trọng mà cần thiết cho kinh doanh hiện nay. Và mọi người đến đây để chia sẻ cái kinh doanh của họ qua vấn đề network. Và cảm ơn quý vị có thể nói rằng để cho tôi có cơ hội nói lên tất cả những điều gì tôi muốn nói về VAVA ngày hôm nay. Thank you so much, Annie. Yeah, and so hope someday we can go to have dinner at your restaurant. Oh yeah, that would be great. And actually the name of the restaurant is called Chicken Pie Shop, and Chicken it's in Walnut Shop. Creek. Oh, yes. Okay. Can you say again? Chicken Pie Shop, but we are more than just Chicken Pie Shop. We have all American food, full bar, a very eclectic menu. Wow. So there's something for everybody. We can take a few drinks there. Oh, the most amazing cocktails. Yes. Oh, cocktail. Yes. Well, thank you so much. All right, thank you so much. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô, hộp 180 viên; dạng nước giá 260 đô, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Kính thưa quý vị, nếu hôm nay quý vị có điều kiện đến thành phố Auckland thì quý vị thấy không khí hình như hoàn toàn thay đổi với những gì mà chúng ta đã thấy những năm về trước. Bên cạnh chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một trong những thành viên của VAVA, đó là Wendy Nguyễn. Xin được gửi lời chào đến cô cùng với đài truyền hình chúng tôi hôm nay. Dạ vâng, chào anh và xin chào quý thính giả của đài truyền hình. Có một điều mà chúng tôi lấy làm lạ, thế năm nay hình như VAVA có nhiều sự thay đổi với một cái nét tươi trẻ hơn. Thế thì cô có thể cho chúng tôi biết tại sao cô là một thành viên của VAVA đại diện cho một cái thế hệ trẻ như vậy thưa cô? Dạ vâng, mọi người cũng thấy rằng là năm nay giống đúng như là anh đã đưa ra nhận xét thì VAVA không còn là một cái cộng đồng mà chỉ có những người Việt với nhau và làm business, và chúng tôi kết nối những business với nhau, mà ở đây thì cũng thu hút rất là nhiều những công ty mới nổi, những bạn trẻ khởi nghiệp, và đặc biệt là những người Việt trẻ có thể họ qua đây học, ở lại, nghiên cứu cũng như là mở và thành lập những cái công ty mới và đem lại rất nhiều những cái thành tựu, thành tích về business, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ cho Việt Nam. Đó là lý do vì sao mà khi mà chúng tôi thấy cái làn sóng về AI cũng như là công nghệ ở Silicon Valley thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là mình cũng sẽ catch up được với những cái làn sóng như vậy và mang nhiều tài năng hơn đến với cộng đồng VAVA. Bởi vì ở đây thì những người mà đã tham gia VAVA hoặc là những công ty mà đã ở trong cộng đồng của chúng tôi đều là những công ty mà đã rất là well established, dừng rất lâu năm rồi và đã rất thành công, thì họ cũng sẽ là một cái foundation, một cái nền tảng rất là vững chắc để có thể hỗ trợ cho những người trẻ mới khởi nghiệp, đặc biệt là những người trẻ gốc Việt qua đây. Và hy vọng rằng là với sự kết nối như thế này và cái sự lan tỏa và hỗ trợ nhau về mặt công việc cũng như là những cái mối quan hệ và tất cả những cái gì mà chúng ta đang cố gắng cùng nhau, thì chúng ta sẽ có nhiều những cái công ty gọi là unicorns trong cộng đồng Việt ở Mỹ.
Vâng, chắc là cái một niềm tin mà chúng ta đã thấy được trong cộng đồng người Việt chúng ta cần cù, chúng ta chuyên cần, chúng ta làm hết tất cả các khả năng của những người Việt đang sống trên đất Mỹ để tạo nên một cái tiếng tăm cho người Việt chúng ta. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta có quyền hạnh diện với tất cả những người trẻ. Quý vị vừa nghe cô Wendy Nguyễn đưa ra tất cả những cái nhận định của cô, và cái điều đó để cho chúng ta có một cái niềm tự hào rằng chúng ta không bao giờ lo sợ, chúng ta thiếu những người trẻ cùng chung một cái chí hướng với chúng ta. Đó là lý do đài chương trình chúng tôi có cơ hội gặp Wendy Nguyễn. Thưa Wendy Nguyễn, cảm ơn cô đã có cái điều kiện để cho đài chúng tôi biết được về những người trẻ tham gia về công việc kinh doanh. Cô có thể nhìn thẳng vào ống kính truyền hình, cô cho chúng tôi biết rằng là we are welding, you know, hoping and very pleased to do business in this country. Tôi nghĩ rằng là khi mà các bạn trẻ ở Việt Nam mà qua đây khởi nghiệp, và đặc biệt là những cái gọi là trí thức người Việt trẻ ở Việt Nam khởi nghiệp ở thung lũng Silicon Valley, thì họ đang có một cái cơ hội rất lớn khi mà họ có thể được nắm bắt những cái công nghệ mới nhất ở thế giới. Bởi vì mọi người biết rằng là ở thế giới chúng ta thì không ở đâu mà những cái công nghệ mới nổi nhanh được gọi là được test và được thử nghiệm, đúng không, và được lan truyền cũng như là được nghiên cứu như ở Silicon Valley, thì không có lý do gì mà chúng ta không tới đây để khởi nghiệp cũng như là có thể nắm bắt những cái cơ hội như thế này. Cảm ơn Wendy rất nhiều. Nhưng cái điều mà chúng tôi mong muốn Wendy gửi một cái message, gửi một cái thông điệp đến tất cả những người giới trẻ hiện nay đang muốn lấn vào cái sân chơi business của người cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta nói riêng, và tất cả mọi người mà chúng ta nhận nơi đây làm một cái nơi để chúng ta do business. Thế thì cô muốn truyền tải một cái điều gì đối với những người đó thưa cô? Vâng, một thông điệp rất là mạnh mẽ mà Vaba muốn truyền tải tới mọi người, đặc biệt là những người trẻ, những người Mỹ gốc Việt mà đang muốn gọi là thực hiện một cái công ty, một cái ý tưởng mới, một ý tưởng mang tính đột phá, chúng tôi gọi là innovative startup idea. Thì các bạn hãy đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với team của Vaba, bởi vì là chúng tôi đang xây dựng những một cái ecosystem cũng như là những cái initiative. Ví dụ như là sắp tới đây chúng tôi sẽ có một loạt những cái chương trình dành riêng cho business, những người khởi nghiệp trẻ. Và quan trọng hơn đó là chúng tôi có những cái cuộc gọi là startup pitch, để có thể các bạn có thể pitch trực tiếp với không chỉ Vaba mà còn cả những quỹ đầu tư mạo hiểm hay là những angel investor bên ngoài kia, để chúng tôi mong rằng có thể kết nối những cái ý tưởng tốt với những người mà sẵn sàng đầu tư. Và đấy chính là một cái sân chơi mà Vaba đang cố gắng thực hiện và sẽ tạo ra trong thời gian ngắn nhất. Vâng, chắc là quý vị biết những thập niên trước đây không ai nghĩ Elon Musk sẽ trở thành một trong những người tỷ phú giàu nhất thế giới. Anh ta đến từ South Africa, anh ta đến từ Canada. Bây giờ tại sao chúng ta không có quyền hy vọng một người Mỹ gốc Việt của chúng ta, một người đến từ Sài Gòn, đến từ Hà Nội, đến từ Đà Nẵng, cũng một ngày nào đó có những hình ảnh đặc biệt mà chúng ta mong đợi. Quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua chương trình truyền hình sáng nay. Tôi là Hùng Trần, tôi là nhà sáng lập của công ty công nghệ Got It, một trong những cái công ty công nghệ hiếm của Việt Nam mà ở thành lập và hoạt động ở thung lũng Silicon. Đấy thì chúng tôi thì cung cấp các cái giải pháp về trí tuệ nhân tạo trong mảng giáo dục. Thì hiện tại chúng tôi đang xây dựng một cái nền tảng gọi là MathGPT. Thì cái nền tảng này là tận dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh hay là generative AI để mà giúp cho cái việc giảng dạy và học nó tốt hơn. Đấy thì cái nền tảng này nó giống như là trợ giảng cho các giáo sư hoặc là giáo viên, giúp người ta làm rất là nhiều việc, từ soạn bài, ra bài, chấm bài, nhận xét cho sinh viên. Còn đối với cả học sinh và sinh viên thì cái nền tảng này nó giống như là một cái người gia sư rất là tận tâm. Đấy, không ngại bất kỳ một câu hỏi nào và luôn luôn có mặt để mà giúp cho học sinh cái việc học nó trở thành dễ dàng hơn và nó không bị quá là áp lực. Chắc là quý vị thấy hình ảnh của một người trẻ, một người khoa bảng đã đậu tiến sĩ, và chắc là tôi muốn nghe tiến sĩ nói về cá nhân bác sĩ, tiến sĩ khi tiến sĩ đến định cư tại Hoa Kỳ này lúc là vào mấy tuổi và năm nào vậy thưa tiến sĩ? Vâng. Tôi tới Mỹ vào năm 27 tuổi. Đấy thì tôi có may mắn là được nhận học bổng của chính phủ Mỹ để sang Mỹ học về tiến sĩ về khoa học máy tính và tập trung vào cái mảng trí tuệ nhân tạo. Đấy thì tôi sau trong cái quá trình học tập ở Mỹ này thì tôi cũng bắt đầu thử thành lập một cái công ty, thì lúc đầu nó cho vui thôi, nhưng mà không may tại sao nó cũng lại hoạt động tốt. Nên sau khi mà tới khi mà tôi tốt nghiệp thì tôi chuyển sang thung lũng Silicon và tôi phát triển cái công ty từ đó. Thì công ty thì cũng phát triển được thời gian dài rồi. Khi mà tôi chuyển mang nó tới thung lũng Silicon thì vào năm 2013 đấy, thì bây giờ nó cũng được hơn một chục năm rồi. Đấy thì bây giờ thì chúng tôi có đội ngũ cả ở Mỹ cả ở Việt Nam. Ở Mỹ thì chúng tôi có khoảng mấy chục người, còn ở Việt Nam thì chúng tôi có khoảng 100 người. Đấy thì cái sản phẩm của chúng tôi thì chủ yếu là phục vụ thị trường Mỹ, phục vụ người Mỹ thôi. Đấy thì hiện tại thì cái sản phẩm đang hoạt động ấy thì nó
có nhiều triệu người dùng và đang được khoảng hơn 250 trường đại học ở Mỹ sử dụng. Và nó đã từng là xếp thứ hai ở trên App Store trong bảng giáo dục ở Mỹ. Đấy, và còn cái sản phẩm mới thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị để mà cái học kỳ này, mùa thu này thì chúng tôi sẽ phát hành nó ra ở toàn nước Mỹ. Đấy, vâng. Chắc quý vị đã theo dòng thời gian, chúng ta chỉ còn có vài tháng nữa thôi là chúng ta đến một cái giai đoạn tạm báo đi 50 năm nửa thế kỷ chiến tranh về Việt Nam. Nhưng chúng ta nhìn vào những người trẻ, những người họ đã mang lại một cái trí tuệ của người Việt Nam và cái niềm vinh dự cho người Việt chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Lẽ nhiên chúng ta phải nghĩ một tương lai Việt Nam cần những người như anh Hùng Trần. Và với một cái tiếng nói rất là khiêm nhường và tôi có cơ hội gặp gỡ anh tiến sĩ Hùng Trần ở đây thì chắc có lẽ quý vị biết rằng tương lai ở phía đằng trước ở những người như thế này. Một lần nữa cảm ơn anh đã chia sẻ, tiến sĩ đã chia sẻ với đài truyền hình của chúng tôi. Lẽ nhiên chúng tôi không muốn làm phiền thì giờ được tiến sĩ, nhưng chúng tôi hy vọng được nghe tiến sĩ chia sẻ với những cái lời của tiến sĩ. Tôi muốn nói rằng tiến sĩ nói với giới trẻ phải làm gì để có một cái bước tiến trong tương lai. Dạ, xin cảm ơn. Đấy thì theo cái kinh nghiệm của tôi thì nước Mỹ nó là một cái nơi mà nó tạo ra rất là nhiều cơ hội. Đấy thì nếu mà mình đã ở Mỹ rồi thì mình tận dụng các cái cơ hội để mà mình có thể phát triển. Và nếu mà mình có thêm thời gian, mình có thêm tài nguyên nữa thì mình có thể mang cái đó về, mình hỗ trợ cho cái thế hệ trẻ ở trong nước, ở Việt Nam để mà các bạn cũng có cơ hội, các bạn có thể còn thành công, còn đi xa hơn chúng ta. Thì như thế thì nó sẽ có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Chúc tiến sĩ tương lai và có thể nói có nhiều sự may mắn và giúp đỡ cho cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Larry Ellis, Swiss Rockets. Linda Liberson, my Miss Entrepreneur. Phoebe Tan from Taylor. We'll do one clap for all of them at the end so our arms aren't hurting. Jin Dao from Homegrown. And can I also invite the four speakers, please come back on stage. Can we actually make two lines? Because we want to have one nice picture, please. Two lines. Not short people, just beautiful people. Yes. Don't call out my people. Or those who can bend. Those have good knees.